Chào quý anh chị trở lại với Hiện Máy Cày, kênh chuyên mua bán máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo như dàn cày, dàn xới và máy cuốc rơm. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái hình ảnh về nhà máy sản xuất dàn xới mà hiện tại công ty đang cung cấp. Hiện tại thị trường của chúng ta thì có rất là nhiều cái thương hiệu cũng như là những cái hãng sản xuất dàn xới khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh nhà máy để xem cái quy trình sản xuất ra được một cái dàn xới để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc xuất xứ cũng như là những cái dàn xới đó được hình thành như thế nào. Chứ một mọi người đó là chính là cái máy tiện ma dắt dùng để tiện những cái chi tiết ở trên cái dàn xới. Thì ma dắt là một cái thương hiệu mà máy gọi là cái máy CNC, máy tiện chính xác công nghệ cao với cái độ chính xác rất là lớn của một cái thương hiệu Nhật Bản. Hiện tại thì những cái chi tiết của dàn xới được tiện và cũng như là cắt hoàn toàn trên những cái máy mà với cái độ chính xác rất là cao. Những cái chi tiết hàng thì được robot hàng hoàn toàn tự động luôn. Chỉ có một số cái mà robot nó sẽ không làm được thì con người mình mới can thiệp vào, giống như là những cái trượt của dàn xới thì con người mình sẽ can thiệp vào, vì đây là những cái chi tiết rất là nhỏ. Đây là cái bẩn dàn xới khi mà chúng ta chưa có sơn, thì bẩn sẽ được dập trên những cái máy dập có sẵn ở khu vực của nhà máy luôn. Với những cái dàn xới này thì hiện tại chúng ta có những kích thước là từ 158 tức là cái model 158, 225. 158 thì chiều dài phổ bì của nó sẽ là 1m7, 225 thì chiều dài phổ bì của nó sẽ là 2m3. Và giữa cái đoạn đó thì chúng ta có những cái chiều dài ví dụ như là 1m8, 1m9 và 2m, cũng như là 2m1. Nó phù hợp với đa số các loại máy mà hiện tại trên thị trường đang có hiện nay. Cũng như là mình sẽ có đầy đủ các dạng răng như mặt bích và dàn xới nú. Dàn xới nú là những dàn xới mà chúng ta phù hợp cho việc làm ở vùng lúa nước, những cái vùng mà chúng ta chạy xới nước, gọi là xới nước đó. Và xới khô thì mặt bích thì chúng ta sẽ có mặt bích 6 lưỡi và mặt bích 4 lưỡi, tùy vào cái nhu cầu của mình mà mình sẽ chọn được cái bông xới cho nó phù hợp, hợp lý. Hiện tại là các anh kỹ thuật đang lắp ráp những cái gọi là như là bật đạn. Đây là quá trình gáp dây sơn. Nhông sơn thì hiện tại mình sẽ có hai loại, thứ nhất là 11, 14 và 12, 13. Thì ban đầu thì mọi người có thể chọn trước là mình nên sử dụng cái tua nào, có thể đổi qua lại khi mà xuất xưởng. Với những cái dàn xới này thì sau khi mà hoàn thành đó thì các anh kỹ thuật sẽ lắp lại như thế này, lắp như thế này và chúng ta sẽ thử tại chỗ luôn. Và nhớ khi mà bạn giao cái dàn xới này đến tay khách hàng thì nhớ chúng ta bản đầy đủ trong hộp sơn cũng như là cái hộp sọ này nha, nhớ đầy đủ hết. Đây là cái quá trình test những cái dàn xới mà sau khi nó thành phẩm. Thì sau khi test xong thì mọi người sẽ đóng bọc lại. Thì dàn xới sau khi lắp hoàn thiện như thế này thì các anh sẽ chuẩn bị để mà đóng bọc lại rất là kỹ càng. Với những cái dàn xới này thì chúng ta sẽ bảo hành những cái phụ tùng lên đến là gần 12 tháng như là một năm đó, là tùy vào cái vị trí hư hỏng và những cái vị trí đó trong thời gian bảo hành đó. Ví dụ như bể đạn thì chúng ta sẽ 1 đổi 1, bể nhông cũng 1 đổi 1, nói chung là tất cả những vị trí mà có chính sách bảo hành sẽ được 1 đổi 1. Thì đây là cái dàn xới để chuẩn bị giao đến tay của khách hàng, nó sẽ được bọc như thế này. Mọi người sẽ dùng xe non để sắp xếp nó lại một cách hợp lý. Thì vừa rồi là một vòng dạo quanh cái nhà xưởng cũng như là cái quy trình sản xuất dàn xới. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với công ty thông qua số điện thoại bên dưới. Chúng ta sẽ hỗ trợ và tư vấn mọi người cái dàn xới phù hợp nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.